Và đây là món Black Manhattan. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jack and Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một version khác của món Manhattan mang tên là Black Manhattan. Món này được tạo ra bởi Todd Smith ở San Francisco Bourbon and Branch. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Và nguyên liệu để pha cho món này thì chúng ta sẽ cần đầu tiên là rye whiskey cũng giống như là Manhattan luôn. Thứ hai mình sẽ cần là chai một chai Amaro, mà cụ thể là Averna. Thì mình nói một xíu về Amaro ha, tại vì hồi trước cái clip lần trước thì mình đã nói cho các bạn về Amaro rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nói và chi tiết hơn một xíu. Thì Amaro được xem là một cái loại rượu rất là nổi tiếng ở bên Ý. Đây là một cái loại rượu thường được sử dụng sau bữa ăn để mà hỗ trợ cho cái việc tiêu hóa. Và trong tiếng Ý thì Amaro có nghĩa là đắng, tức nên là cái mùi vị của nó sẽ rất là đắng, nhưng mà nó được cân bằng lại với lại cái độ ngọt. Và thường cái độ ngọt của Amaro thì nó sẽ là khá là nhiều, và cái mùi vị chủ đạo của những cái chai Amaro đó chính là mùi giống như mùi thảo mộc rất là nhiều, giống như là kiểu thuốc bắc vậy các bạn. Và đây được xem là, trong tiếng Anh thì người ta gọi nó là Italian herbal liqueur, một cái loại rượu đắng, một cái loại rượu mùi thảo mộc của nước Ý. Và cái chai Amaro này thì được làm từ nhiều cái nguyên liệu khác nhau, không có cụ thể. Ví dụ như là người ta sẽ ngâm những cái thảo mộc, ví dụ như vỏ cây, rễ cây, hoa, hạt, gia vị, các thứ ở trong một cái rượu trung tính. Có những cái chai thì người ta cũng có ngâm trong rượu vang luôn, rồi sau đó thì người ta trộn với lại đường thì sẽ ra cái thành phẩm cuối cùng. Và mỗi cái chai thì sẽ có một cái công thức riêng, một cái nhóm nguyên liệu riêng, thì nó sẽ có một cái mùi vị riêng. Và quay lại với lại Havana thì đây là một chai thuộc dòng Amaro luôn, và cái mùi vị của cái chai này thì nó kiểu cũng là mùi thuốc bắc luôn, nhưng mà cái mùi nổi bật của nó là mùi quế hồi, mùi cola, mùi cam đắng và lại mùi sô-cô-la ở trong cái chai này. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái chai này cho món Black Manhattan thay cho Sweet Vermouth nha. Và bên cạnh đó thì mình cũng cần là Orange Bitter, là rượu đắng mùi cam, và cuối cùng là Angostura Bitter. Ok, bắt đầu pha thôi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ khuấy cái món cocktail này lên, cho nên là mình sẽ cái mixing glass. Rồi, sẽ khuấy cái này lên. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 60ml của rye whiskey. Cái mùi rye whiskey lúc nào cũng thơm hết. Sáu mươi ml rye whiskey, và sau đó sẽ là 30ml của Havana, một loại Amaro. Rồi, nó sẽ kiểu ngọt ngọt và đắng nhẹ nhưng mà nó hơi nhiều ngọt, cho nên là mình sẽ cho vào đây lần lượt là một dash của Orange Bitter và một dash của Angostura Bitter. Rồi, sau đó thì mình sẽ bỏ đá vào và khuấy này nha. Và mình sẽ khuấy nó lên trong vòng khoảng 20 đến 30 vòng. Quấy đến khi nào mà mình cảm thấy cái độ hòa tan đá của cái món này nó vừa đủ rồi á, và lúc đó là những cái hạt xương nó động bên này, là lúc đó là đã đủ rồi các bạn. Mm.
Rồi, và sau đó thì mình sẽ trang trí nó. Thông thường thì các bạn có thể trang trí nó bằng một cái miếng vỏ cam, hay là một cái miếng vỏ cam, hay là một cái miếng cam, hay là một cái trái cherry cũng được. Ngày hôm nay thì mình sẽ trang trí nó bằng một cái miếng cam khô, đồng thời là mình sẽ gắn một cái miếng hồi, một cái hoa hồi ở trên này nha. Và mình sẽ thả trên này thôi. Ok, rất đẹp luôn. Và đây là món Black Manhattan. Ok, bây giờ mình sẽ thử nó nha. Thấy cưng quá. Cái mùi của rye whiskey rất là thơm và nồng nàn nha. Nó rất là nhiều cái tầng mùi vị. Đầu tiên khi mà cái ngụm đầu tiên khi mà uống vào á, thì mình sẽ cảm nhận được cái mùi của thuốc bắc, cái mùi của các loại thảo mộc rất là nhiều luôn. Rồi sau đó là cái nó chuyển sang từ từ cái mùi của rye whiskey, nhưng mà hòa lẫn vào đó vẫn là cái mùi của những cái vị thảo mộc, vị coca, cam đắng, sô cô la. Dạng như là nó hòa với lại cái mùi của rye whiskey á, và cái bitter orange bitter với lại angostura bitter, nó là một cái nhân tố để tạo nó giúp cho cái món này không bị quá gắt và quá ngọt, và đồng thời là nó tăng thêm hương vị cho cái món này. Nhưng mà cái món này nó sẽ hơi nồng nồng một xíu nha, và nó rất là thơm cái mùi của rye whiskey. Những bạn nào mà thích Manhattan, thích những cái cocktail mà nặng nặng á, thì sẽ thích cái món này. Tuy nhiên là mình vẫn thích cái mùi của sweet vermouth, chắc có thể là tại vì mình là một cái fan của vermouth, nên là mình vẫn thích một cái gì đó nó dư âm động lại trong cái vòng họng khi mà mình uống vào của món Manhattan. Nhưng mà món này cũng không, món này không phải tệ nha. Món này món này rất là ngon, và thật sự là nó có rất là nhiều tầng. Có thể là bây giờ mình chưa cảm nhận được quá nhiều những cái mùi vị đó, tuy nhiên là mình nghĩ là khi mà uống càng nhiều vào, và chẳng như là một cái đêm mà mình, hay là một cái lúc mà mình ngồi ở trong quán bar mà mình chỉ ngồi một góc thôi, mình uống một cái ly như thế này, mình sẽ cảm nhận được rất là nhiều cái mùi vị. Đây là những cái ly mà mình rất là thích. Và đây là món Black Manhattan. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.